Xin chào mọi người nha. Mình tiếp tục lại đi câu. Đợt này mình chủ yếu là mình đi săn cá trạch. Cá trạch thì ở chỗ này nó ít ăn lắm, nhưng mà ăn con nào hôm nãy là rất là to. Thì đợt trước mình có gửi cái tấm hình lên Facebook á, con cá trạch mà 1.3 á, của anh Thành anh câu được á. Giờ này mình xuống là mình câu nó nè. Ở đây trong lành ghê luôn, bướm bay quá trời luôn. Hiện tại mình đang ở này là Đồng Nai nhé. Cái bên suối bên này nha, đối diện bên kia là của Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu. Còn mình là bên đây, mình đang Đồng Nai. Con cái lăng này ở ngoài này nó còn lớn nữa không anh? Còn chứ, con này nhỏ mà không vừa được, con 6 lăng. Con này nhỏ hả? Ờ, con này nhỏ. Rồi, mình gỡ đó thôi. Thôi mình đỡ đây, mình lên trên này mình gỡ cái này thử nha mọi người. Cái này nãy là nó... Gỡ cái này thử như sao? Anh gỡ luôn đi anh. Dạ. Còn mấy cây nữa nè. À, có. Có không? Kéo lên luôn anh, kéo lên luôn ý. Không kéo được. Mắc hả? Mắc rồi. Rồi xong, rồi xác định. Rồi bây giờ anh Thịnh là xác định nhảy xuống mọi người. Đây phải là ngập đầu á. Sao vậy? Sao anh không thấy quần? Đây phải là ngập đầu á. Gì ghê vậy? Nó to thì sướng, nhỏ thì dễ dài không? Tầm 3 mét rồi. Anh thấy gì không? Tụi gì ghê, ướt đứa thuốc. Rồi dính con cá mà phải vầy mọi người, chắc còi là cá trạch nha. Kiếm con cá trạch đây, bữa anh dính con ký ba đây. Con gì anh? Cá trốn cái lăng gì, cái lăng. Nó không tin nổi, xuống lặn xuống dưới nó kêu. Nghe kêu luôn hả? Ừ. Cái chốt. Chù con cái chốt này là to rồi đúng không? Chốt giấy đúng không? Chốt này là chốt to mà. Chốt to kìa. Ok, ghét lại, như nước mà nó còn kêu. À, vì thanh niên này mà phải, nó phải lội xuống mọi người. Mình coi thử cái này nó có dính gì không. Ôi, hết mồi luôn rồi, tí mình thay mồi. Một hơi lâu mới quấn được cỏ lên. Cỏ này nó cứ quấn cây nó chặt. Quấn cây ở dưới ạ. Mà suối nhỏ này mà còn dính nữa mừng. Chỗ này nó không thèm ăn luôn á. Không dính luôn. Hết mồi luôn mọi người. Tí nữa mình quay lại mình thay mồi ha. Đợt này mình xuống dưới này á là chủ yếu là mình săn tìm những con cá trạch bự thôi, chứ mình biết là ở này cá trạch nó không có nhiều, nhưng mà có là con to không à, cho nên là cái tỷ lệ xác suất mà đỡ cá trạch nhiều giống như mà những lần mình đi cùi suối mọi người thì nó ít lắm nha, không có nhiều đâu. Nhãn lồng mọi người, cái này ăn được nha. Chua chua ngọt ngon lắm. Ui, cái cần kia của mình sao nó bị ngã rồi. Làm con cá trạch cho mọi người ha. Đây nè, đủ xanh nó nằm xuống luôn rồi. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Biết con gì mọi người. Trời ơi, con cái lóc. Rồi thanh niên, con cái lóc mọi người, con cái lóc này cũng được, nói chung là không cá lớn. Trời ơi, đi câu đủ thứ cá luôn á. Rồi kéo xe gãy nằm im chỗ luôn trời. Vừa mới lên con cái lóc ngay chỗ này á, mình bỏ thêm cần ngay chỗ này luôn. Tôi coi tôi biết đâu hên được con cái chạch hay gì chỗ này sao.
Bỏ nó ngay cái này luôn, ăn đi. Thằng nhỏ hồng hồng này hên lắm, mình đi câu cá chép mình cũng lấy cái này luôn. Rồi đợi nó tí mình quay lại ha. Biết đâu ăn sao. Chắc không có con nào nó vô trong cái đường đó luôn á. Tối nó vô chứ còn. Cái đây hả? Còn vậy giờ sao? Sao số? Không thịnh đi. Không thịnh đi. À, đù. Đó. Nó kéo ghê vậy? Ừ. Anh Thịnh ơi. Bắt Hugo đi. À, đây, đây, đây có anh Thịnh nè. Anh Thịnh ơi. To lắm. Chính Hugo rồi. Lâu kiến mà ăn trùng là bác cần bây giờ không đó đấy. Cái này kéo nó không lên chắc là to lắm á. Dây bự. Thao hết mấy người chưa? Thao hết 2 dây rồi. Chỗ đây biết dây chỗ này luôn. À. Biết chỗ kia luôn. À. Gì ghê vậy? Thường mà. Má gốc cây sung này ngon lắm mà giờ quăng dây thả trước xuống là ngon. Tươi thèm mấy gốc cây á. Ừ. Hốc con đó đầy. Một chèo cái cây chứ thả xuống là lụm lúa. Kiếm chặt là bình thường. Anh ơi, con này to lắm à. To không, to không? Em kéo nó không lên to lắm. Kéo không biết. Kéo nó không lên là nghĩ là to đấy. Dính cái lăng nửa ký cũng được nữa. Nhưng mà chỗ này nó cạn lắm. Ơi nắng nóng mà xuống tắm luôn cho mát. Mấy tàu ngầm nó chết, tàu ngầm Nga dính nổi mặt nước hết rồi. Đây là thổ địa mọi người. Đây là anh thổ địa nè. Thanh niên mà con cái chạch 1:3 đây. Đâu rồi, đâu rồi. Đây, đây, đây. Tôi kiểm tra lại xem nào. Hả? Má, lại giống luôn. Đừng giật, đừng giật, đừng giật. Nó lái. Khó, nó giật em mà. Nó giật em tí rồi em rớt nó luôn mà. Thấy nặng nặng không? Anh thấy nặng không? Kéo đâu lên đâu? Đó đó đó. Không phải đâu. Phải. Thật mà. Thiệt luôn á. Đừng đừng anh. Bà kia mốt đấy anh ơi. Có anh xuống đây em nói thiệt mà. Để nó kéo mà kéo xé mặt ngửa luôn. Bà kia mốt. Thiệt. Có nè em cầm nó lấy mà nó kéo em mà. Chặt thì từ cái nó chặt thì chạy đâu mà sợ. Sợ đứt á, uống. Không. Chỗ đây cạn mà ha. Biết rồi, anh thử cho đó. Nè em cầm này này, nè giật luôn. Ừ. Nó giật đâu? Đó. Giờ nó yếu. Giật cả nhỏ rồi. Ê được em. Nè. Xuống. Má chết rồi. Cầm đồ cho anh Thịnh đi. Chưa khô được xuống. Cởi quần ra. Thôi. Cho nó ướt rồi. Mình nằm trên phía nắng mình có chỗ phía nắng ngon luôn. Chuyên nghiệp không anh? Làm người trên mát còn người dưới nắng để phơi cho khô quần. Có không anh? Đó. Nè. Coi cẩn thận á, nó kéo xuống á. Mỗi lần dính cá là xuống rồi. Không, đâu nghe ác đâu. Em đâu nghe ác đâu. Có nãy nó dính mà. Đồ cái gì xảy mẻ rồi ta. Dì dài, chân chân. Rồi. Chết mẹ rồi. Chê. Chê hả? Thấy không? Có mà. Chê nè. Chê thì mới chỉ sợ mất chứ còn cá chạch thì không sợ. Nhỏ á. Con này chắc cũng tầm lạng chứ mất. Thôi. Sáng hôm kia câu được con gần nửa ký rồi trên này nè. Mình câu được con cá lóc. Ồ nãy đem trùng lên. Nãy qua đem trùng lên móc thả đi luôn. Trùng ấy anh à, bước ra mấy bước tới lấy trùng. À cái này để mất thôi. Lấy còn quá. Đó lên hàng nữa kìa. Đó, lên luôn. Bên đó được hồi nãy giờ liên tục luôn á. Em giật liên tục giống bạn không? Bên kia liên tục xuống nó giật. Giật em giật ghế cần luôn mà. Đó phải chê mà nheo. Nheo hả? To hả? Nheo. Cái nheo. Nheo. Chèn nè. Nheo. Cái chèn. Cái nheo. Chèn nheo. Cái chèn hay nheo. Con này to chưa? Có con to nữa. Có gì rơi kìa. Rơi hả? Ôi, nó mất cái tí mép à. Ủa, sao? Gửi cho mình cái em. Cái này là
nhiều bao nhiêu. Cá nhiều nó cũng như con cá chèn, nó không phải cá chèn. Này em câu dính hay gọi là cái chèn. Không, cái chèn nó khác. Cái chèn nó như này nhưng nhỏ. Nó khác. Có gai không? Nó có gai mà đúng không? Không. Không có, anh thả xuống em cầm nha. Chèn nó này nhỏ. Con này cá nheo chứ không phải cá chèn. Con này con cá chèn, chèn bầu nè. Không có chèn bầu á. Là tùy chỗ gọi. Nè. Chè bên kia câu được chè mà không phải chè nhưng như thế. Chè mà không phải chè. Chèn không phải cá chèn. Cá nheo không phải cá nheo. Ê, từ từ gỡ cái dây lên nữa thả xuống tiếp chứ. Rồi lo đường con mọi người. Phía kia là cái đập đó đó. Nè mình mọi người thấy này, đó đó cái đập á. Phía xa đó là cái hồ Bầu Cạn nha mọi người. Mình câu trên cái suối này để cái nó đổ về hồ Bầu Cạn đấy. Bình thường chỗ này á là nước nó cạn thì người dân ở đây họ sẽ trồng bắp, trồng chuối và trồng dưới này, trồng mì dưới này nè. Còn bây giờ thì đang mùa mưa cho nên họ sẽ không có trồng này nữa. Nhưng mà đối với những năm trước á, thì giờ mùa này là chỗ này nè, mình đang đứng như này nè, nó sẽ ngập hết rồi chứ không giống như này đâu. Mà năm nay thì mùa mưa họ cũng không hiểu sao thì miền Nam thì mưa không thấy mưa đâu hết, cho nên là nó không có ngập này. Còn miền Trung thì bão lũ lụt quá trời. Rồi xong, toan mọi người. Dính rồi. Nó nằm xuống luôn rồi, lúc nãy là mình đỡ cái cần ở trên này, giờ nó nằm xuống luôn rồi. Đó, nó gị nữa kìa. Đó, mọi người thấy không, Lên hàng anh ơi. Đó. Còn nó gị nè mọi người. Mình chưa giật luôn, đỡ mọi người, đỡ mấy anh kia lên cầm máy quay giùm. Dỡ đi, cuối lúc đầu. Vô hàng rồi. Từ từ có đứt đi em ơi. Mình dính luôn rồi anh ơi. Vướng rồi. Kéo đi. Nhẹ thôi có đứt chơi. Kéo luôn rồi. Không lỡ. Để xem nào. Ôi dính rồi. Dính rồi. Ôi nó xịt tâm luôn kìa. Vô hàng rồi. Đục, lạnh xuống luôn rồi. Anh ấy lặn xuống luôn rồi. Anh Thạch ơi. Lên hàng. Chụp. Chết lắm không? Con này nãy giờ mình biết là mình lên sớm được rồi. Coi mọi người. Vô hàng thôi. Ui vãi trưởng. Con này mấy ký? Coi mọi người. Nửa ký không? Nửa ký rồi. Trời ơi. Nó dính mà nó bám máy luôn nè. Coi cái tay mọi người, cái tay mình nè. Kinh chưa? Được. Nước. Ha, kín cắn em. Kín bóng nó cắn, kín lửa nó cắn. Anh đứng đây tay đã chưa? Ôi. Nó sẵn tay mình ra mới được. Coi cái tay mình nè. Mọi người. Được không? Ngon. Mày bắt cá xem anh bắt cho con cá xong bỏ anh luôn. Đừng nghiêng máy này, để thẳng máy. Ôi. Ngang của tay mình luôn chứ, tính là nó ngang của tay em luôn á anh. Đúng rồi. Wow. Nó nằm nãy giờ cái đó lâu lắm rồi. Mình ham ngồi kia nói chuyện này. Ừ. Wow. Chặt đâu quá. Cái chặt. Chặt lên. Quá. Mặt phù lù luôn. Lan, đi về. Đi về đi kiến cắn quá rồi. Ủa, ai gọi mình nữa? Trên kia lên hàng nữa. Ngon. Gì nữa lên hàng nữa hả? Biết, đang mắt. Không có gì. Phải không? Không có gì. Đừng làm con nữa. Ngon lành. Ủa nó nằm dưới đó lâu quá rồi, nó ấy luôn rồi. Nó mập quá mà, như cho nó có trứng á anh ơi. Cho lên đây luôn ơi. Ui chu choa. Ui mồi đâu em ơi. Đi bắt cá tin này cho đây xong đi xong cái vậy. Được mọi người to không?
Ui cha, con này nó mập dữ ta. Từ từ bãi xuống đi. Con coi mấy con theo được mấy ngón tay nó này. Ui nó to hơn ba ngón tay của mình luôn á. Con này chắc là nửa ký rồi. Hơn to hơn ba ngón tay ấy. Chỗ to nhất phải 4 ngón thôi chứ anh. Hả? Chỗ to nhất phải 4 ngón. Sao nó mập dữ vậy? Bụng này nè, 4 ngón rồi em ui, này. Ui nó mập. 4 ngón của anh cũng hết rồi. Thôi chứ. Cười cái. Cười tươi lắm rồi ấy. Rồi xem thành quả đây. Đôi con thì được nó được mấy lạng mà nó mập này. Quá. Chỗ đó được mấy lạng nghe. Đón đi, đón đi. 4 lạng. Mình thử bên con nó được bao nhiêu nha. Được bao nhiêu? Bốn lạng á. Bốn lạng ha. Dạ. Này sao dây nó ngắn lại ta? Cái dây nó dài quá. Cột nó lại khúc này lại. Được mình. Đó mình cột khúc lại này thử cho mọi người xem được nó được. Không anh móc vô cái màng nó được không ta? Lấy cái móc của cái cân á. Ừ. Móc vô mấy cái móc của cái cân móc vô cái màng nó luôn chứ đừng móc vô dây nữa. Được bao nhiêu? Thấy không? Hai vạch là một lạng đúng không? Bốn lạng đúng không? Bốn lạng hả? Không sao. Đó, quay xuống mọi người khỏi mất công là mọi người nói mình kéo con cá. Đó. Này, quay lại gần nè. Mấy lạng. Kinh khủng khiếp. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy con cá, con cái chạch nào mà nó mập như vậy á. To thì mình thấy to hơn rồi. Con này nó bị béo phì rồi. To á. Đây, to là anh Thịnh nè, à. Anh Thịnh lên con to lắm rồi. Đó, mình sẽ cắt cái khúc này vô cho mọi người xem con cái đó nè, thấy chưa? Ghê không? Bên cái bên anh nói cái bên của chú cái đang ngồi bên kia này lên được mấy con luôn anh. Lên được gì anh? Tông ngâm thôi. Con gì á? Tông ngâm. Con gì? Phải tông ngâm không? Tông ngâm thôi. Lên đi. Lên hàng đi. Wow, lên hàng tông ngâm. Đấy, tông ngâm. Tông ngâm tiếp. Bị em sóc ngay miệng luôn rồi. Đây, tàu ngầm ở đây. Đó, cẩn thận là con kia đâu hết vào đây luôn. Câu đài chỉ có câu tàu ngầm này thôi mọi người. Ơi. Hai con trong số mấy con bé thả đi rồi. Tôi còn cá đây. Trời ơi, đúng rồi, đem ăn cá vô cho mọi người xem anh. Đây, mọi người xem đây. Hôm nay là làm được con cá lóc đúng không? Lóc này, đấy. Cá lóc này, đó, thấy cá lóc chưa? Đấy, cá lóc này. Cá là mọi người nó cá gì nhỉ? Đây quên, mình kêu cá ngựa. Cái hê. Con này là con cá ngựa mọi người. Đây, con này là con cá ngựa nha. Con cá nheo. Cái này mình hay gọi con chằn bầu á. Con chằn bầu thì nó là màu vàng em ạ. Đây cá chốt. Con cá chốt nè. Đấy, chốt ra. Thôi chốt không dám động vô. À đây con cá lăng. Ủa con rô biển nhớ này nó chết rồi mà ta. Chết đâu? Hai con hả? Con này đấy. Cái rô biển, cái lăng rồi nè. Đây. Chốt đấy. Tàu ngầm đấy. Bữa trước là cái bên đối diện mình bên kia là lên được hai con anh. Đây là hai con, một con 1.2 kg, một con 1 kg. Và ông kia con một con 1.8 kg ở bờ bên mình luôn. Thấy mọi người thấy ghê không? Cái con cái chạch 1.8 kg đó. Trời ơi kinh khủng. Năm ngoái thì có một người câu được hai con. Là một con 1.8 kg, một con 1.6 kg. Cho nên là ở chỗ này á, mục đích hôm nay mình xuống này mình chửi mình săn con này thôi. Mình biết là nó ít rồi. Thà anh Thịnh anh nói ít rồi, ít có lắm. Nhưng mà nó lên một con to nè. Rồi tầm anh nói tầm khoảng 4 lạng trở lên rồi, không có nhỏ. Dạ đúng không? Dạ. Chú bên kia ông nói nó đi cặp không à. Trời ơi. Dạ. Tính ra cái con này nó ngắn. Con này nè. Con này nó ăn gì á? Con này nó ngắn mọi người nhưng mà điểm cái là nó mập ghê quá. Con này đi săn giỏi. Trời ơi. Một năm câu cứ làm chục con này đẹp nhỉ. Quá hợp. Nhiều khi năm làm được một con, hai con. Bữa mà anh quay được cái cảnh đó là ngon rồi. Ôi, cùng cái chật lấu phải cơm á. Đây nó rồi lên nữa này. Wow. Ủa trong này tối quá. Đúng rồi. Có dịp đâu mà. Đây là thằng em chuyên gia đi câu với mình nha mọi người. Ủa cầm mấy to ghê em. Trời ơi. Nó có hàng rồi. Tính ra cái con này em hồi trước em câu được cũng được một con 4 lạng. Nhưng mà nó không có mập như đây. Kinh khủng không? Khủng phết. Kinh khủng mọi người. Đây, mọi người là gì nè. Đấy? Trời ơi như nè. Con cá dưới mặt mình nè.
mà mang khẩu trang không thấy được nha. Nè, kinh khủng khiếp. Có con cá cầm nãy giờ cầm muốn chết luôn. Phơi nắng phơi héo luôn. Mọi người biết cây này không? Hôm nay là lần đầu tiên mình ăn cây này luôn á. Nó anh Thịnh nãy giờ anh vừa rồi đi hái nè, mình định đi hái cho anh đây chứ mình nằm ngủ quên luôn. Cây này là cây gì anh Thịnh? Miền Nam thì cái bằng rau kèo nèo, còn miền Trung thì cái bằng rau thao. Nghe nói anh kêu là cây này ăn ngon lắm mà hồi giờ mình chưa ăn, tí hôm nay mình sẽ ăn này ăn lẩu luôn. Cái này lên miền Dương ăn lẩu Thái là với thành phố lẩu Thái là đúng. Cái này là đây nữa nè, nó hái mấy cây đậu rồng nữa nè, toàn là mấy cái này toàn là mình đi câu cá câu lên hái này vô xong cứ ăn vậy thôi á. Cuộc sống có trái cà chua này với lại chai lẩu này là mình mua dùng bếp ga mini, nhưng mà cái bếp đó mình mua thì mình phải sử dụng thêm cái bình ga ở ngoài nha, mình đem theo nhé. Có cái loại bếp ga mà nó có luôn cái bình ga dưới thì nó hơi bị nguy hiểm đó nha. Đũa nè, đũa thì ra chặt bụi tre, đường nè đầy đủ luôn, ly uống nước nè, chén ăn lẩu nè, làm cái đây là cái đế nè cho nó đứng nè, để về cho nó đứng nè, không ơn ghê lắm. Nước mắm nè, nhìn chén nước mắm đã, tự nhìn thấy chén mắm sướng kìa, nhìn thấy đang ngửa nước mắm thiệt, tự ngửi vô nước mắm nó đã lắm nha. Cá ép thì câu rồi, bỏ vô em, chuẩn bị bỏ cá vô được rồi. Ủa, bỏ vô nè. Thêm nữa không anh? Thôi, được rồi. Bỏ gì thêm không? Thôi được rồi. Dạ, có mấy miếng nào đó. Được hả? Cho em mấy miếng này em bỏ vô luôn đi. Cho nái luôn nghe, ừ. Bỏ vô luôn. Thôi được rồi, thế này con được cho cá bao. Cá con được rồi. Cái mắm muối bị chím. Anh nhỏ nhỏ thôi. Em bỏ cái đầu lại cái chèn á. Bây giờ thôi, cứ dụng rau trước rồi xong rồi gấp rau ra cái chén. Bắp được chưa? Đúng không? Đó, đúng rồi, gấp rau bắp ra cho nó bớt đó. Rồi gấp đi. Mọi người gấp đi. Không để rau đừng ở đây nữa. Lấy bắp ra ăn đi, ý là lấy bắp. Bắp đi. Rồi lấy bắp ăn đi. Sắp vô đây nè mọi người. Đó. Chúng ta thiệt chứ. Này giống khách sạn. Đi nghỉ dưỡng sinh tồn vậy, ăn uống cái này biết bao giờ chết. Ăn đi. Sinh tồn cũng khỉ vậy biết. Còn mở cái với kia chưa làm nổi kìa, tí qua cho mọi người xem luôn. Mời mọi người nha. Bắp này bắp 7.000 nha. Ngày em mua 7.000 trái. Ăn bao ngọt luôn. Đó, thằng sau cái miếng bắp này nè. Bắp chấm nước mắm, bắp ngon. Bắp chấm nước mắm mặn quá. Bữa sau đi rồi đó. À, đừng có dục cái cùi. Để cùi là dục trong nước ngọt. Nó ngọt. Đây là ý kiến nha. Đúng rồi, cái cùi bắp nó mới ngọt, cái bắp nó ngọt. Cái cùi ngọt. Ngày chính cho trăm ăn thử mới ơi. Được chưa? Rồi. Cái món này lần đầu tiên mình ăn mọi người. Tại ở dưới đâu, ở dưới có ở trên rừng đâu có đúng không? Rau thao cũng được mà kèo nèo cũng được. Nó gọi là kèo nèo hay là giá thao? Kèo nèo đúng không? Kèo nèo. Hay là giá thao, ngon quá, đắp hết vô. Vô, người ra vô, đũa đi xong bắt đầu cho cá vô. Đắp đi. Ừ, rồi, béo. Cà chua. Rồi. Đâu này, gắp đi, ngồi đây béo. Gắp đi. Đó, phần ăn đó. Ăn lẩu và ăn cái đầu cá đúng không? Đó. Cá này là cá rô phi mọi người. Mình hôm nay mình ăn cá rô phi thôi. Còn mấy cái kia đó. Cá hồi. Cá hồi. Cá hồi phi lê. Cá hồi phi lê. Quay ra suối Đà Lạt. Cá đậu rồng nữa này. Bỏ đậu rồng quên. Đậu rồng ăn sống luôn chứ. Đúng rồi, đậu rồng cho em miếng đi. Cái này mà ướp đá nữa thì thôi, cho mắm ruốc nữa thì chết, nhức nách giật luôn á. Đây. Đây là cái vá để múc nước nè. À, múc canh nè, múc lẩu nè. Rồi bỏ vô đưa em múc nè. Tốt. Chúc cha một miếng thôi. Có hiện tượng teo này. Hai. Teo cơ và teo người luôn. Không, cái miếng này teo. Ồ thêm phát nữa là ok. Teo cài à. Ủa răng ai rớt. Răng ai rớt quá trời luôn. Đó đưa coi. Chết rồi, nó teo cơ rồi. Ăn thử ăn ngon không? Được không?
Sinh tồn trên đồ anh dày biết bao giờ chết. Má không? Lên đây ngoài mắt rời luôn mọi người. Hôm nay phía dưới là chết luôn rồi. Lúc nãy anh em mà dọn lên trên này là anh đang nào cũng nãy thở hít thở lên mũi thêm miệng rồi luôn. Đây là nhớ anh nha, thanh niên là trầm chạch nè. Trình luôn. Trầm trình nữa, trình chưa thấy thôi. Trầm cái trình. Thôi rồi, xin chào mọi người để mình hình ảnh có sẽ chết. Đấy, có rồi nói đi. Ờ hình ảnh có trình có luôn. Mình làm xong miếng này kia tay mọi người. Hẹn tập sau. Hẹn tập sau mọi người. Đó, hai thanh niên này ha, đợt trước mình cũng xuống này dẫn mình câu này, khói quá trời khói rồi đợt đi tiếp. Mình bây giờ hai anh em mình ăn xong á, hai anh em nè. Xong về Biên Hòa lại. Để hai ngày ở chỗ này á, đi ngâm cứu chỗ tiếp theo. Chạy xuống thôi. Tìm bến mới. Câu là câu kênh cua đinh 33 luôn. Câu lên cua đinh, câu lên 33. Ở đâu anh? Ở đâu? Thác Bà. Tới là vô chỗ Thác Bà đấy. Thác Bà chỗ nào ta? Thác Bà là ngay chỗ Long Phước. Nó dưới đập suối cả. Trạm thu phí Long Phước đập suối cả đi vô. Mà cũng gần gần đây mà đúng không? Em đi Long, nếu em đi Biên Hòa xuống thì đường nó thuận, đường nó rất là gần. Cô này biết là rất là gần. Biết không? Cái gì em nói anh á. Rồi mà cái đường cái đoạn đầu đó hả? Ừ. Rồi. Mà nó là đi ngược lên trên nữa. Rồi. Rồi mọi người thôi mình tắt video tại đây nha, để mình ăn uống cái này.